Dâu 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 và con sâu, chào mừng anh em đến với New Season Begin. Vâng ạ, season mới của server US. Và đây là series bình luận về ngày lên server của em Minh Dì, diễn ra vào 30 giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em quý mình hãy like, subscribe kênh Đơn Vương YouTube để theo dõi những thông tin mới nhất đến từ thế giới cào em. Cái này mình chưa update lại à? Lẽ lại phải update lại cái hình ảnh này thôi nha, vì hiện tại nó ra đến Google 15 rồi đúng không? Mà hiện tại là chúng ta vẫn đang chỉ update init evolve này. Hơi lỗi một chút đúng không? Có lẽ này mình sẽ update lại này. Đúng không? Rồi, chế thôi anh em ơi. Chúng ta đang ở trong chế độ Power Inherit. Kế thừa cơ bản classic của server gì nhỉ? Kế thừa cơ bản classic của server US này anh em nhá. Chiến đổi Valo của server 77, xe đối thủ đầu tiên của chúng ta. Chúng ta có Chi, Athena, Clark, Single cũng như là Benny. Valo sẽ lựa chọn ai? Orochi được lấy đi. Chúng ta sẽ lựa chọn lấy Clark à? Athena và Rugal sẽ lựa chọn của em Mizzy. Valo lấy ra thổ và Clark. Ái da, được của nó đấy. Ra thổ và Clark. MG lựa chọn cho mình hai thiên tài giảm nộ, đó là Krauser và Single. Đây rồi, còn bài khắc chế dành cho Zacio thổ cực mạnh, đó là Nokururu với khả năng phá bút, cùng với đó là Zacio thì nó lại tương tác khắc sẵn rồi anh em nhá. Đó lý do tại sao, nhưng mà team mình lại hơi bị con Clark này khắc khá là nhiều khi mình đang ôm đồm cho mình khá nhiều con kỹ. Nào, cùng chờ đó xem Valo sẽ làm được gì trước MG chính hãng đến từ server S60. Sự xuất hiện của hai chiến thần giảm nộ này sẽ là chất xúc tác để chúng ta có một cái chiến thắng nó dễ dàng hơn. Đội hình ra sân của em bên gì? With My Single và Krauser. Trong khi bên phía của Valo với đội hình ra sân người nọ người kia, EZZ, Benny, chính xác là hai anh em nhà Benny cùng với đó là ra siêu thổ đang để ở vị trí hàng sau, lợi dụng sức nội tại ám quẻ đến từ vị trí của EZZ. Valo đang muốn điều gì? Liệu sau khi mà con EZ nằm xuống, Valo có tung Clark vào hay không? Tôi đang có một linh cảm là Valo sẽ cho Clark vào trong nhịp này nhé các bạn nhé. Không biết điều đấy có chính xác hay không? Chúng ta cùng chờ đón Valo sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Không. Vậy là Valo không có bất kỳ một tình huống xử lý nào ở đây cả. Valo muốn gì? Valo muốn gì? Bây giờ Valo mới mang Clark vào à? Nếu mà nhịp này đã tích lại một nhịp thì khả năng nhịp này Valo mới mang Clark này vào, đẩy Benny đứng sau vị trí của Zacio. Trời ơi mẹ mày. Đúng như dự đoán, vâng ạ, tất cả nó nằm trong tầm tay của chúng ta vậy. Mọi đường đi nước bước của Valo đều bị FNG đọc bài. Chúng ta có thể hình dung được tình huống mang Benny vào sau và mang Clark vào đây để nhảy. Lượng sát thương đến từ Clark nó là khổng lồ. Có một cú crit đàm. Được đấy, Valo hơi bị được đấy. Valo hơi bị được đấy, nhưng mà làm sao? Anh cứ phá bút chú từ từ đã. Anh cứ phá bút chú từ từ, chú vừa nhủ anh đúng không Valo? Thằng Valo này, mày vừa nhủ tao đúng không? Mẹ mày láo thật đấy. Mày nghĩ tao xả hết skill vào mõ mày ư? Không, không bao giờ có chuyện đó nhá Valo nhá. Mày vừa chơi tao rồi, mày dám nhử tao thì bây giờ tao phải nhử lại mày chứ đúng không? Để có đi phải có lại chứ đúng không? Có đi có lại để mới toại lòng nhau được. Mày vừa nhử tao mà bây giờ chẳng nhẽ mày lại bây giờ không cho tao nhử lại. Thế như lại tiếc quá nhỉ, chúng ta lại không có nộ nhịp này. Chúng ta không có độc giảm độc chiêu nhịp này các bạn. Cho nó nhảy một phát nữa đi. Nhảy một phát nữa thốn quá nhỉ. À không, cho nó nhảy được các bạn nhé. Cho nó nhảy được anh em nhé. Tại sao mình nói là cho nó nhảy được nhịp này? Vì mình đang có cái nộ trên người các bạn. Ui dồi ôi, nó nhảy thốn thật anh em ạ. Con bỏ mẹ thốn thật. Rồi xong.
Athena cũng chết tươi luôn. Mẹ nó chơi quả combo mẹ thế này thì khóc thét anh em ạ. Combo mẹ đánh thế này thì khóc thét rồi. Nó chơi quả combo này thì thật sự là muốn khóc không thành lời anh em ạ. Lao thẳng vào cờ lắc trả thù cho anh em. Ôi giời ơi. Oh chi ơi, ăn cái gì nhỉ, Lugo ơi. Em liệu có rằng có thể thông minh hơn một tí được không? Em vẫn ngu như ngày nào, thế thì ai cứu được em nữa hả Lugo? Em vẫn ngu như ngày nào. Thế thì ai cứu mày hả Lugo? Chịu ấy. Có mỗi cái việc lao vào hai con đá đây vậy, nghe chứ khó khăn thì tao cũng chịu. Hết nước hết cái với mày. Hết nước rồi. Hết nước hết bài mày rồi. Đấy, lao thế thì có phải anh em nhàn nhã không? Mày lao vào thế thì anh em có phải là nhàn nhã không? Nhưng nó vẫn còn tướng các bạn, làm gì đã hết được. Đấy, mình đinh đinh nó vẫn còn tướng, chưa gì đã hết rồi đâu. Bây giờ ra siêu mình hồi sinh thì mày ra cứu được. Ồ, vậy là ngải cứu rồi. Chính thức là đường ai nấy đi. Su Gender dành cho em gì chính hãng trước Valo. Chính thức là đường ai đấy đi rồi. Cùng đến cái đấu tiếp theo nào. Cái đấu tiếp theo khởi đầu mùa giải mới New Season Begin của em gì chính hãng là một thất bại. Chúng ta cùng đối với Evengo của server 59, tổ chức Evengo bảo vệ hòa bình của thế giới. Hào Hát, Rishi, Rugo, Athena. Đó là 4 slot tư chất 15 các bạn có thể nhìn thấy. À không, chính xác là tư chất 14 các bạn nhé. Kèo này mình sẽ lấy Rugo các bạn. Rugo, đéo nhiều con đá các bạn. Chẳng nhẽ lại Rugo lại là sự lựa chọn sai lầm. Không biết Rugo liệu có phải là sự lựa chọn sai lầm nữa hay không. Các bạn hãy cùng chờ đợi xem. Mình lấy cả Athena và Nokuru nhé. Hai con này có độc chiêu phá bút để tí nữa mình còn phá bút con DC này lại. Không biết đấy có phải sự lựa chọn chính xác hay không. Vai mình sẽ lấy này các bạn. Ôi ôi, mình lựa chọn. Lựa chọn này nghe có vẻ là sai lầm anh em ạ. Mình nghĩ lựa chọn này nghe có vẻ sai lầm. Mình không có con đá nào ở đây. Lựa chọn này nghe có vẻ là sai lầm quá nhỉ. Nó có đúng con yêu đi đá. Lựa chọn này nghe có vẻ là sai lầm quá đây. Lựa chọn này có vẻ là đúng không anh em? Không có đả thì cũng khó đánh nhỉ. Bắt bát cho nó không lên độ nha các bạn nhé. Làm tí bát bùng cho nó không lên độ nữa. Nghi lệ. Làm tí bát bùng cho nó không lên độ. Thằng áo hát nó lại độc chiêu giảm nộ thế kia thì nghe chừng vẻ không có ổn rồi. Ừ, lại ăn quả choáng giờ hơi cắm lợn thật sự. Lại ăn thêm quả choáng thì hơi dở hơi như vậy. Để ta đi lên. Nhớ ổn rồi. Con mẹ nó muốn nhử mình rồi. Con bao cái hồi sinh các bạn. Chẳng lẽ thằng Evengo này lại bắt chiếc thành thằng Velo vừa nãy à? Nó không nhử được mình đâu con, nó không sắt đao được mình đâu con. Có nhử nó không sắt đao được mình với cái lượng sát thương như kiểu kia thì sắt đao. Đấy, mình không nhử nó thì thôi, nó lại đi nhử mình. Láo luôn nha anh em nhá. Bây giờ mình nhử ngược lại nó cũng được. Nói chung mà nhường ngược lại nó thì nghe chứ cũng khó anh em ạ. Đi chơi cái đống đàm này đi.
Đúng, với cái đống đàm này thì nhử được cái bỏ mẹ gì anh em. Ôi, bỏ đi mà làm người anh em ạ. Với cái đống đam đó thì chúng ta không làm gì được anh em nhé. Với cái đống đó thì nhử nghe chừng cũng khó nhỉ. Với cái đống đó thì nghe chừng nhử cũng khó nhỉ anh em nhé. Với cái lượng sát thương, với cái những cái vị tướng mình đang có trong đội hình ấy, để nhử nghe chừng là khó, nên là mình bỏ qua đi nhỉ. Bỏ qua vấn đề đó đi thì nghĩ hợp lý hơn. Không nhử nổi ấy, đúng không? Những con hàng đấy mà một cặp con háo hát nó đang khỏe ấy, thì kia để mà nhiều thì gần như là không thể. Mang cả hai con phá bút và phá được EC vậy, nhỏ nhẹo luôn rồi. Đánh Athena rồi. Đánh Athena. Mẹ còn có Rugo trên người các bạn. Hai quả choáng láo thật đấy. Hai quả choáng cũng láo vãi cả cứt đấy. Còn bớt lốc nữa chứ lệ đi. Mày cũng biết thế giết mẹ con dâu đi. Quả choáng láo thật sự luôn nhỉ. Mẹ cay thật. Đéo nói lên lời luôn. Hai quả choáng của cái con, hai quả choáng con Kasumi của mình nó quá láo anh em ạ. Hai quả choáng Kasumi của mình nó láo thật sự luôn. Không biết dùng từ gì nữa anh em ạ. Hai quả choáng láo quá, bất lực. Mẹ nó chứ, hai phát lên nộ đều bị choáng. Ảo ma thật. Cùng đến cái đấu tiếp theo nào. QG Le đến từ xe 107. Hai game đấu khởi động thua rồi. Quá tà ba bận, liệu rằng chúng ta có thêm một game đấu thứ ba hay không. Liệu rằng chúng ta có thua game đấu số 3 hay không. Ai à. Tem đam mê nhà cheat à? Tem đam mê dòng máu Orochi à? Mà lấy cheat với cả sơ mi vậy? Quy gờ le, trang béo. Ờ áo cháy thế nhỉ? Định đánh theo kiểu AOE à? Thế nào? Chưa hình dung tem bạn đánh kiểu gì không ạ? Ôi, thằng này nó đã muốn gì nhở, nó đã muốn thua rồi thì mình dứt điểm, nó tranh gọn lẹ anh em ngay rồi. Mẹ nó muốn chơi AOE anh mình cứ đề phòng ăn chắc anh em ạ. Đi tí nó xả AOE vào mõm mà lại khóc, tí nó xả AOE vào mõm là khóc cái gì anh em. Đừng chủ quan vậy, nhìn cái tem này của nó mà xem, tí nó xả cho một suy AOE vào mõm mà khi lại mình lại thành thằng khóc ấy chứ. Rồi đây là đánh mình trước khi để nó xả thì mình xả bõm nó trước ạ. Trước khi để nó xả thì mình xả bõm nó trước để mệnh.
Trước khi nó xả thì mình xả nó trước anh em mình dùng không? Bình thường là mình sẽ cho con ấy vào nhưng mà thôi. Ngược lối một tí đi anh em ạ. Bình thường mình sẽ không cho con DC vào đây gọi. Người dưng ngược lối luôn. Ăn 4 năm nó thật kỹ mà không lên nổi nổi. Không có hồi sinh luôn. Mình cứ nghĩ đinh đinh trong đầu là nhịp này con này nó sẽ hồi sinh như vậy. Chém ngay mày chứ lại quy là lé này ấy là đúng đôi đấy cả. Tên đôi đấy à. Chạy đi đâu được chiến thắng. Vẫn còn thằng Lucky kìa. Le. Ô mẹ thì nó thằng này vẫn còn tướng nhỉ các bạn nhỉ, mình tưởng nó hết rồi chứ. Nó vẫn còn, mẹ ảo ma thế nhỉ. Thằng này ảo thật đấy. Mình nhìn nó cứ phèn phèn đấy thôi mà nó vẫn còn tướng nữa anh em. Nhìn nó cứ thế thôi mà nó vẫn còn tướng được. Tài ghê ta. Ảo thật sự nha các bạn. Nên mình cứ nghĩ nó hết tướng từ nãy giờ rồi. Đừng nói mình là không thể shut down được nó. Chắc là shut down được. Chắc là shut down được nhiều. Hết cơ hội rồi. Đúng không? Quy gờ le đã hết cơ hội rồi các bạn. Và đó là một chiến thắng. Quá tam ba bạn là chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên. Cùng đến game đấu tiếp theo này. Đối thủ tiếp theo của chúng ta gọi tên Apple Devike. À không phải Apple các bạn, Apple Devike. Vậy là sau 3 game đấu không có tư chất 14. À không có tư chất 15, cùng là có tư chất 15 rồi. Diamond cùng với đó là Angle. Có lẽ là đủ sức nặng. Cặp đôi này có lẽ là đủ sức nặng để cho Sun cảm giác phải điêu đứng đấy các bạn. Mình nghĩ là đủ sức nặng để cho Sun có một cái cảm giác được điêu đứng.
sức nặng đấy. Kèo này chưa cần mang angle vào vội đâu. Kèo này chưa cần mang angle vào vội nữa. Nó cũng sợ. Nó cũng sợ không mang swing vào nhỉ. Nó cũng sợ nhỉ. Nhưng không phản được nó kìa. Xung cứ xử bọn lâu nhâu như đã các bạn. Đúng không? Nếu như em đánh thằng nào, phập thằng nào chưa biết. Cuối game thằng nào phập thằng nào thì còn chưa biết. Mang Sun vào đây. Xiên vào đấy à? Ôi mày để thế thì mày tự sát con Athena à? Thằng Apple Dedicare này các bạn. Ây da. Ôi sao đánh con Athena. Ủa, mình là thằng tự sát trước anh em ạ. Mình là thằng tự sát trước. Tôi không tin là tôi sai rồi. Không nghĩ mẹ là một nhịp đâu có thể. Mình không nghĩ là một nhịp luôn nhé các bạn. Không nghĩ là một nhịp ăn hai cái thuật kỹ mà Sun hai chọc mà chết tận lại đấy. Tin nhờ. Đừng nói tôi hai chọc chết nốt em ngồ các bạn. Phát sau nó lại ừ nhờ phát sau lại tính con angle tính con su sẽ thấp máu nhất đấy. Hai tính toán nó đều sai hết các bạn. Nhẽ phát này phải bổ chết được nó rồi đấy nhưng mà thua rồi các bạn, không còn cơ hội nữa, thua rồi, sai rồi. Ôi rồi ôi, tôi không tin vì tôi sai rồi. Ok anh em nhá, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. Không chống được rồi. Ơ kìa, cú lừa thôi. Có lý do gì mà không chống được anh em. Tất cả nó là cú lừa thôi. Mẹ, không khiêu khích kìa. Ở đấy mà khiêu khích thì ngọt thế. Không có khiêu khích nhờ. Rồi, đã hết. Chính thức Suzender nhờ. Giờ chính thức Suzender nhờ nhá. Hẹn gặp lại em clip tiếp theo. Xin chào và bye bye.